các bạn, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cách mình dùng những cái nhôm định hình, nhôm lắp máy này để mình làm một cái máy quấn dây. Thì cái này thì nhôm định hình, như nhôm định hình với những cái ke thì người ta lắp máy những rất nhiều, giống như máy CNC laser hoặc là nhiều loại máy móc khác. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái máy quấn dây nhờ những cái nhôm này. Thì những cái nhôm này chỉ có tháo máy thôi chứ mình mua thì rất là mắc. Thì nếu mà mua mới thì rất mắc, còn mua tháo máy thì người ta sẽ tính cân ký hoặc tính tùy chỗ bán, mà cái này thấy cũng hiếm. Mình có đang nhờ kiếm người ta kiếm thêm, có người kiếm thêm để mình mua thêm để mình lắp những cái máy khác. Rồi bắt đầu mình bắt vào công chuyện ha. Hiện tại cái này nó sẽ rộng hơn cái bậc đạn đạn 6000 thì rộng hơn xíu, thì mình sẽ cắt một đoạn, mình sẽ ra để mình chọn ở đây mình bắt. Đây, ướm cỡ chừng đây, mình sẽ cắt ra em vậy thôi. Rồi, đây mình đã cắt xong quá, thì cái này sẽ bỏ vô mình siết lại thì nó sẽ bóp cái lại giữ cố định được. Mình có làm sẵn một cái bệ gỗ để mình bắt cái những cái nhôm lên. Đây mình đã khoan lỗ sẵn. Sẽ tiến hành bắt vô. Đây, như cái này thì mình chỉ khoan lỗ bên đây mình tero 16 và bên này mình tero 14 để anh bắt cái sensor chỗ này. Rồi bây giờ mình tiếp tục lắp vô ha. Còn đây là cái motor 110 cái bộ của Vesta, thì trước mình có mua, mình có chuyển lên 220 rồi. Thì hiện tại cái này là cái margin của nó như vậy, và cái trục nó là trục trục 10. Mình có cái bộ bộ nhôm, cái này thì trục 7. Hiện tại mình có một cái nữa, mình đã mài con xuống, mài cho nó nhỏ xuống, ở nhà tự mài lấy đó mài, mới mài đo cái chuẩn kỹ lại để nó xuống trục 7 để mình bỏ vừa cái này vào. Do là nó mình mài hơi sâu thì nên là mình canh mình đã kèm thêm một cái con tán nữa. Rồi một cái bát thì mình có cắt là mình hàng thành chữ V như vậy, cắt mình hàng lại, sơn lại cho đẹp ha. Rồi mình tiếp tục lắp vô. Motor này cũng dạng hàng bãi, thì thành ra là mua cũng tùy anh em bán thôi. Trước bên trong đi qua bán cũng 700-800 gì một bộ. Cái này mình mua ở mấy anh em ở trên mấy hội nhóm á. Thì cái này được cái là nó chuyển lên 220 được, thì xài rất thuận tiện. Cái này dạng motor bloodless ha. Tạm thời mình ghé vô.
Đây thì mình có làm một cái trục. Trục này cũng trục 10 và mình đã mài xuống để 8 để mình bỏ cái đầu côn này vào để mình đóng cái đầu kẹp mũi khoan vào. Đây mình sẽ dán cục 500. Rồi. Mình có cái chân đệm của mấy cái bo mạch đó. Chân đôn đó. Thì mình sẽ lấy cái này mình khoan một lỗ 4 để mình làm cái sensor. Làm cái chỗ bát để bắt cái sensor. Mình chêm thêm một xíu nữa để mình tháo ra, mình chêm thêm một xíu nữa để cho cái sensor nó phù hợp cái vị trí rồi gắn vô lại. Coi như những phần chính là xong rồi. Đây. Tí mình sẽ cân chỉnh cái sensor với lại cái vị trí sau. Và đây mình đã làm lắp xong cái tủ điện. Thì cái này có nút start, nút đảo chiều và nút chỉnh tốc độ. Đây, đây mình sẽ tiếp tục giới thiệu bộ lực căng. Cái này thì mình cũng lượm lặt ba cái nhôm, ba cái bu li. Mình lắp thành một bộ lực căng. Đây nó có chỉnh cái lực căng của dây. Mình tăng giảm được lực căng của dây. Rồi, mình sẽ tiến hành lắp rồi. Đây, đây là bộ mình làm tạo cái lực căng ban đầu. Lực căng để cho nó bó vô cái bu li. Nó bó vô bu li này. Thì bó vô bu li này nó sẽ mình xoắn một phần, nó sẽ bám vô. Bám vô mà xoay thì mình tăng giảm cái cỡ này, nó sẽ làm cho bu li nặng nhẹ, nó sẽ đưa lên đây. Khi mà này kéo sẽ nhả cái bố này ra để mà
bố này mình làm một cái nhân nịt, đây hai cái miếng này mình cũng làm một cái nhân nịt, còn cái nịt không á đó. Đó, nói chung toàn đồ tận dụng thôi. À, hiện tại bây giờ mình có cái rulo dây loại này, mình có làm một cái để xả dây. Đây là các bạn mua cân ký bằng 10 nhựa ở trên Shopee. Cái này mình có làm thêm một miếng cũng là bằng cái dây nịt kia. Mình làm cái lực thắng để mà khi mà nó dừng lại nó không bị quán tính, nó quay nhiều quá xả ra bung dây ra. Rồi bây giờ mình cũng lắp vô ha. Cái này sẽ là cọc này. Khi mình muốn gắn tay thì mình xài cọc đạp để mình cắm vô để mình đạp cho nó chắc. Cái loại bánh nhông bánh răng này thì nó sẽ hơi kêu, thì nếu mà nó kêu nhưng mà được cái lợi là cái lực nó rất là mạnh, tại vì nó tỷ số truyền nó tương đương hơn 10 lần à, 1:10 á, hơn 1:10. Thì bây giờ bữa này mình cần quấn dây biến áp mấy hàng keo hay gì đó thì mình to mình thiết kế cái kiểu bánh răng này nó sẽ chạy mạnh hơn. Còn nếu mà mình xài dây đai thì cái tỷ số truyền nó sẽ khó khó có thể mạnh hơn như vậy. Hôm bữa mình cũng có thiết kế thử cái dây đai thì dây đai nó chạy nhanh nhưng mà chạy yếu lắm. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử đi dây ha.
này mình có thể kéo xa ra để lấy cái không gian để mình rã dây. Cái này hiện tại mình làm là thủ công, mình làm DIY nhà nên thành ra mình sẽ không có làm bộ rãi. Thật ra bộ rãi thì nếu muốn làm cho nó ngon thì nó phải đồng bộ với lại cái động cơ kia, thì tốc độ nếu mà muốn đồng bộ thì cũng dễ thôi. Nhưng mà mình đang định chế cái loại rãi đồng bộ nhưng mà nó xài cái thập cơ đó. Do đây mình làm DIY nên mình không có làm cái loại loại rãi. Khi mà nó căng, cái lực căng không đều thì nó sẽ tự động kéo lên thì cái dây bố này nó sẽ nhẽ ra và nó làm cho cái lực căng, nó tạo được cái lực căng trên cái dây này đều. Mình có thể giảm cái lực căng ban đầu này và tăng cái lực căng ban đầu này cho nó phù hợp để mà nó giữ cái dây này vừa đủ bám ôm được cái xoay trên được cái rulo này. Cái đây mình cũng có thể làm cho nó đẩy ra vô cho nó nhẹ. Rồi mình tiếp tục thử ha. Đây thì như các bạn đã thấy thì mình sẽ quấn và rãi, lấy tay giữ để rãi từ từ. Tốc độ mình để phù hợp để mình chỉnh rãi cho nó chuẩn, cho nó đều. Mình làm đi qua như vậy. Ở đây là chỉnh tốc độ và có thể cài đặt được cái số vòng quay, số vòng quấn. Các bạn thấy hay thì có thể đăng ký cho mình và để lại bình luận và cho mình một like nhé. Cảm ơn, chào tạm biệt các bạn. Các bạn chúc các bạn thành công.